bức tượng này quá độc đáo. Mà cái độc đáo nhất của bức tượng này là cái chỗ độc đáo á là đây nè, nó bóng lưỡng nè, chứng tỏ là phải cái chụp vô nhiều dữ mới bóng. Đúng rồi, tại sao nguyên bức tượng nó sần sùi mà hai chỗ đó nó lại bóng? Vậy đó, thưa Nguyên. Hả? Vú kìa. Nó hỏi vú kìa. Đâu? Vú có lỗ. Đâu?